chào tất cả quý vị khán giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha các bạn. Mọi người đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật được những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Hôm nay vẫn ngồi ngoài hành lang cảnh cũ người xưa nha các bạn. Vẫn vàng phong lan như ngày nào các bạn ơi. Khi nào mà phong lan tàn chắc là để cho bắt rau á. Thì sáng hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái câu chuyện liên quan tới cái cô em gái nuôi của ca sĩ Vân Quang Long. Và đồng thời họ có những cái phản ứng trái chiều như thế nào sau khi mà cô em gái nuôi đã có những cái hình ảnh và đồng thời những cái status trên Facebook rồi trên những cái diễn đàn mạng xã hội cá nhân của mình, thì cộng đồng mạng lại là bất bình cái việc mà em gái nuôi đem lập bàn thờ của người bồ của mình đó các bạn. Bên kia họ rất là phản ứng dữ dội, họ bảo là tại sao không để cho cô em gái nuôi này yên ổn, các bạn có lương tâm hay không, người ta gia đình người ta có tan chế có chuyện, tại sao các bạn không để yên. Và họ lấy cái đạo đức ra, họ lại chửi ngược lại những người mà đã từng chia sẻ, từng bênh vực về phía thầy cô ba mẹ của Vân Quang Long đó các bạn. Ở đây có máy bay, ngay cái đường bay đó các bạn, khi mà máy bay nó bay ngang á là không có nghe được, cái âm thanh nó lớn như lắm, cho nên là mình dừng lại. Bây giờ mình tiếp tục cái câu chuyện của em gái nuôi các bạn. Và trong video này, cái ý thứ hai, chắc có lẽ là quý vị khán giả cũng không có xa lạ gì đâu, nhưng mà hôm nay mình xin nhắc lại, bà con cô bác ở ấp Tân Quới đó các bạn, Tân Quới và Tân Lược đó các bạn, họ có những cái thông tin về cái cô linh tinh này. Chắc chắn rằng là cái người mà liên quan tới bé Helen đó là không có phải là bé Helen không phải là con ruột của ca sĩ Vân Quang Long, mà con của một anh chàng nào khác. Thì cái ý này một hồi mình sẽ phân tích sau ha các bạn. Quay trở lại cái việc mà cô em gái nuôi, thì bên kia họ lại là chửi những người tại sao mà đem cái câu chuyện của cái cô em gái nuôi này để lên để phân tích và môi móc. Thực sự kính thưa quý vị khán giả, ở đây chúng tôi cũng không có môi móc cái đời tư của họ để làm gì đâu. Nói chung là một con người mà sống đàng hoàng tử tế thì không bao giờ cộng đồng mạng soi mói, hoặc là cộng đồng mạng phản biện, cộng đồng mạng chỉ trích. Chỉ có những người nào mình làm sai thôi thì cộng đồng mạng người ta mới lên tiếng. Điều đó các bạn thấy là cộng đồng mạng khán giả họ rất là thông minh, chứ không phải như những người bên kia mà nói là khán giả u mê các bạn. Cái điều này là các bạn nói hơi quá và xúc phạm tới quý vị khán giả nhiều quá các bạn. Nói là khán giả không có cái sự nhận định lương tâm để đâu, trong khi đó gia đình của cô em gái nuôi này có tan chế mà đem ra là phân tích rồi nói này nói nọ. Xin lỗi quý vị khán giả và các bạn, ở đây các bạn thấy là nếu như cái cô em gái nuôi này mà trước đây không có liên quan tới câu chuyện của gia đình ca sĩ Vân Quang Long á, thì chắc có lẽ ngày hôm nay khi mà người bồ của cô ấy chết thì chắc có lẽ là cũng có cái sự đồng cảm. Nhưng mà bây giờ ngược lại các bạn, họ không có cái sự đồng cảm ở đó. Và họ cũng lên án, chỉ trích hết sức là nặng nề. Vì sao? Vì trước đây là gia đình của ca sĩ Vân Quang Long, ba mẹ già ngoài 70 tuổi rồi, có một đứa con trai duy nhất, đó là Vân Quang Long qua đời. Mà đột tử ở bên Mỹ như vậy, mà họ Việt Nam, Mỹ và những người khán giả luôn binh vực cái cô bồ, cái cô linh tinh mà chửi mắng ba mẹ Vân Quang Long, nhà giáo u tối, chửi tục, chửi thề, chửi coi như là xúc phạm, lăng mạ nặng nề các bạn. Thì từ đó cộng đồng mạng mới phản ứng, và đồng thời là những người YouTuber giống như là Phương Văn và tất cả anh em khác cũng lên tiếng để có cái tiếng nói, góp lên tiếng nói cộng đồng để bảo vệ thầy cô. Và đồng thời là chúng tôi cũng phân tích
để biết được những cái điều mà đúng hay là sai, mà tại sao các bạn bên kia nở lòng nào và thẳng thừng chửi mắng thầy cô nhà giáo u tối, rồi là người ta đã già 70 mấy tuổi rồi mà các bạn hàng con hàng cháu mà các bạn chửi ra xả, các bạn chửi ngày chửi đêm, tới bây giờ đã 7 tháng trôi qua rồi và các bạn vẫn còn lên chửi các bạn. Những cái thời điểm mà đỉnh điểm mà các bạn biết là chửi thầy cô tục tiểu rồi, thầy cô bắt buộc là phải là đi là gửi đơn tố giác ở công an ở Vĩnh Long để xác minh cái cô bồ này, cái cô linh tinh này là ai, có kết hôn với Quân Quang Long hay không. Thì các bạn thấy là một con người mà lương lẹo, tráo trợ, con người có lương tâm không các bạn? Trong khi đó Quân Quang Long đã là hai người vợ, hiện tại họ có vợ chính thức bên Mỹ. Còn cái cô này là sao? Bồ ở Việt Nam, bồ mà Đại Bác bắn không tới. Đáng lẽ ra mình con người có lòng tự trọng thì mình là bồ thôi, chia tay rồi thì thôi. Mà cô bên đây cổ cũng có bồ khác đó, chỉ là lợi dụng Quân Quang Long để là lấy tiền lấy bạc rồi ăn trên xác chết không. Sau Quân Quang Long chết rồi mà cũng là giành giật những cái số tiền gọi là kêu gọi mạnh thường quân, rồi là những người YouTuber cần cần kia lên là đòi tiền phung điếu, rồi đòi chia tài sản 30 công đất, vân vân và vân vân, phải nói là khủng khiếp luôn. Như vậy trong cái thời gian đó các bạn đã chửi thầy cô, như vậy lương tâm bạn để đâu, lương tâm bạn để chỗ nào? Bạn nói bây giờ cô em gái nuôi của Quân Quang Long đang có tan chế mà các bạn lên nói vậy lương tâm bạn là chó cắn rồi đó. Bạn chửi những người YouTuber đang phân tích về phía bà cô em gái nuôi. Như vậy cái thời điểm mà ba mẹ Quân Quang Long, con trai duy nhất của người ta mất như vậy, các bạn chửi ngày chửi đêm, các bạn đem luôn cái bộ phận sinh dục của mình ra để chà đạp chửi, kêu cả họ tên người ta, kêu cả dòng họ người ta bên Mỹ ra các bạn chửi. Như vậy lương tâm bạn để đâu? Có phải là lương tâm bạn bị chó cắn hay không? Ủa bây giờ bạn có cái suy nghĩ lại rồi hả? Đó, các bạn thấy nghiệp quật các bạn chưa? Những người mà xấu ác, những người mà không có tâm, giống như cô em gái nuôi bây giờ bị nghiệp quật. Mà ở đây cô em gái nuôi này cũng đâu có đau gì đâu các bạn, chỉ là người bồ thôi, cũng là người bồ con giáp thứ 13. Trong khi đó các anh bồ là anh có vợ có con có gia đình của người ta, chỉ là cô em gái nuôi này chỉ là người tình hờ thôi. Bởi vậy sau khi chết người ta có xét tan cho đội hay không, người ta có cho vô làm lễ hay không, người ta có vô có cho vô gia đình của người ta cùng chia sẻ những cái nỗi đau của người ta không? Không, người ta không có cho. Cho nên chính vì vậy các cô em gái nuôi này tự làm cái di ảnh rồi tự đem về nhà lập bàn thờ. Mà thử hỏi quý vị khán giả đi, mình là bồ thôi mà mình đem di ảnh về mình lập bàn thờ để làm gì? Trong khi đó vợ con người ta đã lo những cái chuyện đó rồi, mình là bồ mà đi qua cuộc đời của họ mà thôi, mình đâu có cái quyền gì đó. Các bạn thấy bên Mỹ không, rõ ràng cái cô em gái nuôi này chỉ là bồ, là người tình thôi, cho nên là đâu có đến là giữ đám tang, đâu có ai mời, đâu có ai kêu tới đâu đó. Có đến xé tang để đổi không? Không hề có ha. Đó, người ta là rất là thẳng thắn, chứ ở bên Việt Nam này thầy cô ba mẹ của Quân Quang Long là họ rất là hiền, và đồng thời họ là còn nghĩ tới cái tình cái nghĩa. Dù sao đi nữa Quân Quang Long cũng có mối quan hệ với cô này, cái cô linh tinh này, cho nên thầy cô mới là nhân nhượng xé tan cho đội. Mà các bạn thấy con người tráo trợn không đó, con người gọi là khủng khiếp trên cái cõi đời này. Trong khi đó người ta nghĩ tình xé tan cho mình đội mà mình không để tên thiệt của mình lên cáo phó, mà mình lấy cái tên chị gái của mình là Phan Thị Ngọc Nhi để trên cáo phó. Rồi con gái của mình là tên gì đó, Ngô Mẫn Nhi, mình không để, mình để là Lê Helen. Các bạn thấy là cái sự dối trá cộng đồng mạng trong nước cũng như là ngoài nước. Vậy mà lên Facebook cá nhân, tôi là Linh Lan, tôi là vợ chính thức, tôi là vợ hiện tại đó, tính là người chính để là quán xuyến trong cái nhà của thầy cô, và đồng thời là tổ chức tang lễ để hốt cho gọn tiền. Mình là con bồ thôi, trong khi đó người ta hai vợ, vợ đầu vì mình mà người ta đã ly dị, người ta đã chia tay,
mình là cô giáo thứ 13 làm tan nát gia đình của người ta đó, rồi người ta cưới vợ thứ hai bên Mỹ có giấy hợp pháp đàng hoàng, chính phủ Mỹ công nhận đàng hoàng đó, có luật pháp bảo vệ đàng hoàng. Vậy mà mình đứng lên, mình là con bồ nhí mà mình dám đứng lên, mình nói là mình là vợ chính thức, vợ hiện tại, để mong là quản cái đám tang này đó, để tổ chức đám tang này để hốt được tiền ha các bạn. Nhưng mà cuối cùng cái con bồ nhí này cũng hốt được 50 mấy triệu đồng trên chùa Giác Ngộ. Các bạn thấy khủng khiếp không? Thầy cô hiền, thầy cô quá hiền. Chứ nếu người khác á, xin lỗi à, trời ơi, bước vô tới cửa người ta đuổi đi, người ta không cho đâu. Ủa, người ta hiện tại có vợ mà, còn bồ nhí lang thang đâu đó, bất quá đến đó giống như là một người khách thôi đó, một người khách không mời mà đến thôi, chứ không có quyền lên đó mà xé tan rồi ôm con mình tới đó, mà trong khi đó con mình không biết là con của ai đó. Thì trong cái thời điểm mà gia đình của ba mẹ Vân Quang Đông đau khổ tột cùng, có một đứa con trai duy nhất mà các bạn lên cộng đồng mạng, bạn chửi, bạn binh vực cái con giáp thứ 13 này, nói thầy cô ác độc, thầy cô không nhận cô này là con dâu. Ủa, mày nhận sao được các bạn? Trong khi đó người ta đã có vợ thứ hai, người ta cưới vợ thứ hai rồi đó, thì làm sao nhận cái cô này con dâu mà các bạn bắt ép thầy cô phải nhận cái cô linh tinh cô giáp thứ 13 này là con dâu, trong khi đó người ta không cưới hỏi, không có liên quan gì gia đình của người ta hết, người ta cưới vợ cho con người ta, vợ thứ hai bên Mỹ, có hôn thú đàng hoàng, có hợp pháp, chính phủ Mỹ công nhận đàng hoàng. Vậy mà làm sao bắt buộc thầy cô phải nhận con giáp thứ 13 ở Việt Nam này là vợ đó. Trong khi đó vợ cũ của người ta vì cái cô này mà gia đình của người ta tan nát đó, ly dị, con người ta mới là 2 tuổi mấy mà hai đứa. Các bạn thấy người ta đau khổ tới cỡ nào không? Đó. Vì con giáp thứ 13, bởi vì con người, cái cô linh tinh này, họ không có lòng tự trọng. Mình là cái con bồ nhí, mình là cái con giáp thứ 13, mình đi giật chồng người ta, mình phá vợ hạnh phúc người ta, mình phá gia can của người ta. Cho nên tới ngày hôm nay mình bị quả báo là vậy đó. Bây giờ Vân Quang Long chết rồi, đâu có ai cung cấp tiền bạc cho mình nữa đâu. Đó. Và cái thông tin mà bà con ở ấp Tân Quế nha các bạn, họ bức xúc, họ nói ủa, khi mà Vân Quang Long chết vào ngày 29 tháng 12 đó, thì ở bên đây cái cô linh tinh này cũng còn quan hệ với một người đó là tên là Henry, đó là bà con ở ấp Tân Quế, người ta chia sẻ nha các bạn, người ta bức xúc, người ta nói ở đây làng xóm đây ai cũng biết tới gia đình của cô linh tinh này hết, một cái gia đình mà thuộc cái thành phần ở trong xã hội này là luôn lúc nào cũng có tiền án tiền sự. Các bạn thấy nói có mắt, nói có sách, mắt có chứng nha các bạn. Công an Vĩnh Long đã là có một cái công văn trả lời cho thầy cô là xác định ba mẹ của cái cô linh tinh này là mẹ đó, có tiền án ở là Tân Lượng đánh bài ha, đánh bài đánh bạc bị bắt. Rồi cô gái, chị gái của mình là Phan Thị Ngọc Nhi có dấu hiệu trộm cắp tài sản, phạt 1.500.000 đồng. Mẹ và cô linh tinh này đánh chị Hạnh đó, có bản án phạt 9.500.000 đồng đó. Có đóng không? Không đóng, trốn mất tiền các bạn, cho tới ngày hôm nay cũng vậy, cũng vẫn chưa đóng tiền. Đây là chuyện cũ, kể lại sơ sơ cho các bạn nghe thôi, chứ cái câu chuyện này, cái việc đó là 6-7 tháng nay thì ai cũng biết hết rồi. Nhưng mà hôm nay thì bà con ở ấp Tân Quế, người ta nhiều cái bức xúc, người ta bảo là 6-7 tháng nay mà không có để cho gia đình thầy cô yên ổn đó các bạn. Thì người ta lại bốc phốt lại, người ta nói đó, trong cái thời gian tháng 11 á, tháng 10, tháng 11 gì đó, vẫn còn thấy cái anh chàng Henry này tới luôn đó. Mà thử hỏi quý vị khán giả nè, các anh Henry này chắc có lẽ cũng có vợ có con rồi, cho nên khi mà quan hệ với cái cô linh tinh này có con bé Helen, đó là bà con cô bác người ta chia sẻ nha các bạn đó. Còn có hay không thì cái việc đó không biết, mà có thể là cô linh tinh này mới biết được, mà chính bản thân cô nếu chứng minh là con ruột của Vân Quang Long thì nên đi xét nghiệm ADN xem coi con của Vân Quang Long hay là con của Henry. Thì cái ông Henry này, cái thời điểm mà thông tin cô linh tinh này đi sinh thì cũng có mặt của Henry ở đó ha các bạn. Đó, thì
các bạn biết đó, cô Linh Tinh này đâu phải là một cái người hiền, khống hiền đó, một cái người mà gọi là con giáp thứ 13 của mình, một người phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác của mình, một người hỗn láo cha mẹ quân văn long cũng là mình, rồi một con lươn lẹo cũng là mình, một cái con người mà tráo trợn lừa gạt cộng đồng mạng cũng là mình. Nói chung là tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay là tất cả do mình hết. Cho nên tới giờ phút này, nếu như mà con bé Hay Linh là con ruột của Vân Quang Long, chắc có lẽ cô này là đi xét nghiệm ADN, lấy cái giấy đập vô mặt cộng đồng mạng rồi các bạn ơi, chứ không tới ngày hôm nay mà bà lương lẹo rồi là nói con của Vân Quang Long đòi giấy tờ thì là sùng lên rồi mặt mày gân guốc lên. Ủa, thấy con ruột của người ta, tại sao mình không có đi xét nghiệm ADN để mình lấy cái giấy tờ đó, mình chứng minh là con, rồi mình về mình thừa hưởng tài sản này kia cái nọ ha. Đó, còn cái này là đâu có dám các bạn, đâu có phải con đâu. Cho nên thấy là chỗ cái ông Henry này cũng phải nói là nhục. Ông cũng không bảo vệ được con ông, mà người ta cũng đâu có mắc gì bảo vệ, người ta chơi cho vui vậy thôi. Người ta cũng có vợ có con rồi. Cái cô con giáp thứ 13 này, cô Linh Tinh này cũng đâu có nhào vô được cái gia đình của Henry đâu. Vợ người ta cứng, cho nên là không có vào được, cho nên là bám theo Vân Quang Long ở Mỹ, thành ra bám là nuôi được khi nào hay khi nấy. Tiền bạc mà gửi về là chậm trễ, là giận dỗi không cho gặp con. Mà ông Vân Quang Long này chắc có lẽ là ông bị một cái gì đó mà luôn lúc nào cũng bị cô Linh Tinh này thâu tóm, thâu phục đó các bạn. Cho nên là không có nhận ra cái điều đó, cứ ngỡ là con mình. Mà trong khi đó có bầu suốt 9 tháng trời, Vân Quang Long không thấy cái bầu, bạn bè gọi về cũng không có thấy cái bầu đó. Thì có giấu giếm gì đi nữa thì không biết, nhưng mà sinh con ra đó là sau 2 tháng đi Mỹ rồi, Vân Quang Long đi Mỹ rồi mới báo là có bầu. Thì cái điều này cũng hơi bất thường rồi đó các bạn. Và cái câu chuyện mà tại sao Henry không nhận bé Helen là con, vì người ta cũng có vợ có con, người ta chỉ chơi qua đường vậy, chơi vui vậy thôi, cho nên là không có làm giấy kết hôn được nè, cho nên là ở Vân Quang Long cũng không kết hôn được, cho nên cái cô này cuối cùng phải lấy hỏi mẹ đó. Vào đường cùng thì cô này mới vậy thôi, chứ cô này không có vừa đó. Một người con gái đàng hoàng mà tóc đến đâu là người ta có vợ có con tới đó, làm chi cho cuộc đời mình nó đau khổ ha. Nghĩ cũng lạ, trong thế gian này nhiều người phụ nữ, nhiều người con gái sao mà cam chịu, và đồng thời là mình không biết sĩ diện là gì, mình không biết nhục nhã là gì, mà mình làm con giáp thứ 13, mình đi làm bồ, làm bé người ta, đi giật chồng người ta. Người ta hiền thì thôi, hiền như Ái Vân như vậy, người ta không đánh đập. Và nhiều người, người ta có trí thức đó các bạn, người ta sống được thì được, không được thì coi như là từ bỏ thằng chồng luôn, chứ người ta không có ghen tuông mà đánh đập đó. Nhiều người, người ta không kềm được các bạn, người ta ra ngoài đường, ra ngoài chợ, người ta đánh cho lột quần, lột áo ngoài chợ luôn. Thì các bạn thấy là biết bao nhiêu cuộc tình đánh ghen các bạn. Mà các bạn thấy á, một con vợ hờ, con vợ bé nó không có ra cái gì hết trơn, trong khi đó là vợ là bác sĩ nè, có công ăn việc làm ổn định, ngoan hiền nè, vợ hiền dâu thảo nè, biết bao nhiêu người quý mến, mà tấp cho cái con Linh Tinh này học hành cũng không ra gì, hỗn láo xáo xược, cái cách cư xử cũng không ra gì đó, một cái thành phần mà gọi là cũng bất hảo với gia đình. Bà con ở đó nói là cái cô Linh Tinh này đối xử với mẹ cũng không ra gì. Có những lúc đó Vân Quang Long về đúng không, cho mẹ ruột là 2-3 triệu đồng đó, nhưng mà cái cô Linh Tinh này á, khi mà vui thì thôi, buồn là đòi của mẹ lại các bạn, đòi lại đó, đối xử với mẹ mình cũng không ra gì luôn đó. Bởi vậy là không có dạy dỗ được, cho nên là một người con gái đàng hoàng tử tế, nói là đẹp đẽ chân dài tới đất mà nhào vô đi giật chồng người ta, rồi cuối cùng là không có một thằng chồng tử tế ôm đứa con về là khai sinh là lấy họ mình đó, có kết hôn được đâu mà lấy họ cha. Rồi những cái tin đồn đó là không biết là có hay không đó nha, mà bà con ở ấp Tân Quế người ta chia sẻ chắc chắn rằng con bé Helen không phải là con của Vân Quang Long mà con của Henry, tại vì Henry cũng hay tới lui đó, họ tới lui để chơi thôi, kiếm thêm chút chát thôi các bạn, chứ không phải là vợ của người ta, tại vì người ta có vợ có con lùm đùm rồi, người ta đâu có nhận cái cô Linh Tinh này là vợ được các bạn.
Đó, thì cái thông tin hôm nay chắc có lẽ là bà con ở ấp Tân Quế người ta chia sẻ. Thì ấp Tân Lược thì mẹ ở, nhưng mà ấp Tân Quế thì bây giờ cô Linh Tinh này ở. Hai ấp khác nhau, nhưng mà bà con ở xóm ấp đó người ta đều biết hết. Người ta nói là chắc chắn không phải con của Vân Quang Long đâu, con của Henry này nè. Khi Vân Quang Long đi rồi, bên đây họ vẫn còn là tò tí với nhau, họ vẫn còn đi với nhau, họ vui vẻ với nhau. Thì cái điều đó chứng tỏ rằng là cô Linh Tinh này không dám đi xét nghiệm ADN, lòi ra con bé Helen là không phải con của Vân Quang Long thì sao. Cho nên cô này đó là cài bừa cho cố vào đó, gân cổ lên đó, không có giấy xét nghiệm. Mà cuối cùng là sao, bây giờ thôi tự ôm mà lấy đi ha, tự ôm mà nuôi đi ha. Còn quay trở lại cái cô em gái nuôi các bạn, cái cô em gái nuôi có đàng hoàng tử tế đâu. Giả sử như trước đây á, mà nói là thương Vân Quang Long coi như anh trai, rồi ba mẹ Vân Quang Long coi như người nhà đó, thương hai đứa nhỏ, thì ở đâu đó người ta không có lên, người ta chửi bới thầy cô, lập ra một cái kênh Hương Xa Xa để chửi bới thầy cô ngày đêm, ủng hộ cho cái cô Linh Tinh này, nào tiền nào bạc, kêu gọi mạnh thường quân để gom góp tiền về kiện thầy cô, kiện những người YouTuber chính nghĩa đó. Thì cho tới ngày hôm nay, bây giờ là thằng bồ của cổ đã ra đi. Mà cái điểm các bạn thấy video vừa rồi mình chia sẻ đó, Vân Quang Long mất ngày 29 tháng 12 năm 2020, thì cái sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đáng sợ là bồ của cô em gái nuôi này, ổng cũng sinh ngày 29 tháng 12 trùng với ngày chết của Vân Quang Long các bạn. Phải nói là họ khi mà họ thấy những con số đó, họ giật mình các bạn ơi. Cộng đồng mạng nói trời ơi sao mà trùng hợp ngẫu nhiên sợ quá. Và ngày hôm nay thì người ta lên án cái cô em gái nuôi. Vì sao vậy? Mình cũng là con giáp thứ 13 ha, mình đi giật chồng người ta đó, mình cũng phá vỡ hạnh phúc của người ta, mình cặp bồ rồi chồng người ta đưa mình đi du thuyền thế này thế nọ. Giờ phút này đó, ông đó ông đột tử ông chết, vợ con người ta lo lắng đó, tan chế vợ con người ta lo. Cái cô em gái nuôi này đâu có dám bén mảng tới, mà chỉ ôm di ảnh lang thang qua bến du thuyền, ngày nào đó đem dĩa trái cây đều ra là cúng ở bến du thuyền. Mình đã nói rồi, ông chủ mà ông biết được thôi chắc ông chửi sắp mặt. Bến du thuyền của người ta cho thuê, ông này ông đâu có đột tử tại bến du thuyền đâu, ông đột tử chỗ khác mà, nhà ổng mà đó, mà ra bến du thuyền để cúng bái làm cái gì đó. Giờ phút này ôm di ảnh về nhà lập bàn thờ y chang như cái cô Linh Tinh này là con giáp thứ 13. Họ mới đồng cảm, họ chia sẻ cho nhau, vì họ là cũng cái mục tiêu là cặp bồ chơi để là kiếm tiền thôi, chứ không kiếm cho một người mình, một người chồng tử tế các bạn ạ. Chính vì vậy trước đây là chửi mắng thầy cô các bạn, tập đoàn của các bạn là chửi mắng thầy cô 6-7 tháng trời, mà các bạn có lương tâm có đạo đức hay không mà giờ phút này người ta nói lại cái cô em gái nuôi, thì các bạn cho rằng ủa lương tâm đạo đức của các bạn đâu, trong khi đó dịch bệnh Covid như thế này và cô em gái nuôi đang có tang sự như thế kia mà các bạn lên nói thế này thế nọ, chửi lại chúng tôi. Thực sự ra mà nói, nếu như các bạn có lương tâm vậy thì mình cũng mừng cho các bạn. Những con người trước đây chửi cha mắng mẹ của Vân Quang Long, chửi ròng rã 6-7 tháng trời và làm một con người là khán giả nha các bạn, khán giả vô kênh Phương Văn xem, rồi qua một cái kênh khác làm khách mời chửi Phương Văn hơn 1 tiếng đồng hồ đã. Mà cái kênh của mình thì mình không chửi, xin lỗi là bạn là ở Việt Nam mà bạn nói là bạn ở Mỹ, Mỹ Tho thì có bây giờ tên tuổi họ của mình chắc có lẽ là ai cũng biết hết rồi. Anh này tên Lưu Bạc các bạn ơi, đúng một từ thôi ha, từ Lưu thôi ha. Còn tên kia là mình không nói ra đâu, mình nói ra chắc có lẽ là thôi các bạn cũng biết Lưu Bạc các bạn. Lưu Bạc bữa nay lên giả chân giả nghĩa, nói người này người kia không có đạo đức, mà trong khi đó là chửi mắng ba mẹ của Vân Quang Long. Những con cần cần kia chửi tục chửi thề, kêu tên họ của ba mẹ Vân Quang Long ra chửi. Tại sao bạn không lên video để bạn chửi lại, hoặc là bạn phân tích lại, nói đạo lý đạo nghĩa làm người đâu? Đó là đạo đức đâu, đó lương tâm đâu? Bạn nói lương tâm người ta bị chó cắn rồi, như vậy ngày hôm nay đó các bạn, lương tâm của các bạn con chó nó đem trở lại rồi đó. Như vậy là chửi thầy cô như vậy mà các bạn nghĩ là cho các bạn là đúng, mà 6-7 tháng trời ròng rã, tới ngày hôm nay các cô em gái nuôi đã bị cộng đồng mạng vạch mặt, đó là nghiệp quật rồi,
người ta chửi cái cô là em gái nuôi này, thì các bạn nói là người ta không có lương tâm. Ủa, bữa nay tập đoàn của các bạn có lương tâm hết rồi hả? Có lương tâm hết rồi, quay trở lại phê bình Tuấn Dương, một trong những người mà phát cơm từ thiện ở Sài Gòn đó các bạn, có những lời lẽ xúc phạm tới những người mà lớn tuổi, những người cụ ông, cụ bà, những người xếp cơm. Cái đó là cái lỗi của Tuấn Dương, mà Tuấn Dương đã lên xin lỗi lần một, lần hai, người ta đã nhận ra khuyết điểm của người ta rồi. Các bạn mới không có cái tư cách gì để phê bình Tuấn Dương. Tại vì sao? Tại vì câu chuyện của Quân Quân Long, các bạn đã 6-7 tháng trời, bây giờ bạn vẫn còn chửi nha. Mà bạn quay trở lại, bạn chỉ trích những người đó, những người phát cơm từ thiện đồ không có tâm, không có đức. Chúng tôi nói về cái cô em gái nuôi, nói là chúng tôi không có tâm, không có đức, trong khi đó gia đình của người ta đang tan chế. Mà xin lỗi bạn à, tan chế nỗi đau là nỗi đau cho vợ của cái anh kia kìa. Còn cái cô em gái nuôi này chỉ là cô giáp thứ 13 thôi. Các bạn thấy là cái cô em gái nuôi có để được tan không? Không. Có làm đánh tan không? Không. Đó, chỉ có ôm di ảnh ra bến Du Thuyền rồi lấy đĩa trái cây cúng, và trong đó cúng một trái chuối đó các bạn. Đó, rồi về lập bàn thờ, tự mình làm tất cả. Đó, bây giờ mình thoải mái, mình đem mình rửa 1000 cái di ảnh đi nữa, mình để khắp nhà mình đó là tùy mình. Chứ có đâu qua nhà cậu mợ của Quân Quân Long mà cự lộn với bà mợ, nói là bà mợ để di ảnh chỗ này chỗ kia. Nói nhà người ta muốn để đâu, người ta làm gì người ta làm, người ta là gia chủ, đó cái việc của người ta. Vậy mà đến đó cự lộn rồi thì im đi, cự lộn rồi mà còn lên video còn chia sẻ nói bà mợ chỉ là không có ruột rà máu mủ, chỉ là người dân thôi. Ủa vậy mình là người gì ta? Đó, mình là gì? Mình là đại bác bắn không tới mà mình nói là mình có thân thiết với gia đình của anh Quân Quân Long. Mà sau này á, tôi hỏi các bạn này, các bạn kia quản nói là cái cô em gái nuôi á cũng giàu có, xá chi mà lấy cọng dây chuyền với là chiếc áo của anh Long đó, người ta đâu có lấy làm cái gì. Giờ tôi hỏi bạn nè, cái việc giàu có của cái cô em gái nuôi thì cái việc của bạn ha, của bạn, bạn ấy bạn giàu có thì kệ bạn, nhưng mà có những con người là có những cái hành xử không có tốt, mà giữ cái chiếc áo của anh Long tới bây giờ chưa trả nè, với lại cộng dây chuyền giữ để làm cái gì, mặc dù nói là không có giá trị, đồng ý là như vậy không có giá trị, nhưng mà mình giữ lại của người ta làm cái gì. Thì thôi giờ bạn bè đi kia nọ, nghe anh Long mà chết như vậy đó, trời ơi hồn bay phách lạc. Mau mau những cái gì mà anh Quân Quang Long để quên đâu đó thì mau mau gửi về cho gia đình người ta, cho vợ con người ta. Cho tới ngày hôm nay 7 tháng rồi cô em gái nuôi vẫn giữ. Là tôi hỏi các bạn tại sao? Tại sao các bạn không lên nói cái cô em gái nuôi này gửi đồ hả cho người ta đi, gửi về cho gia đình ba mẹ của Quân Quang Long đi. Đó, tại sao các bạn không nói mà bạn lên bạn nói là cái sự giàu có của cái cô em gái nuôi này đó, người ta đâu có lấy đó làm cái gì, được bao nhiêu tiền đâu mà lấy. Ở đây người ta không nói các bạn lấy lại một chiếc áo với cộng dây chuyền đó là giàu có, là giá trị nhiều. Nhưng mà dù sao đi nữa, một chiếc áo 100-200 ngàn nó cũng là một cái kỹ vật của gia đình của người ta. Mình không có dính líu gì hết, mình không phải là vợ con, mình không phải là người thân, thì mình để chiếc áo đó làm cái gì? Mình qua nhà cậu mợ mình lôi cái chiếc vali đi được, thì bây giờ chiếc áo và cộng dây chuyền để quên đâu đó thì mình mang trở lại nhà cậu mợ mình gửi cho xong đi, tại vì mình đâu có dính líu gì trong đó đâu. Mà tại sao mình không làm điều đó mà tới ngày hôm nay vẫn còn giữ chiếc áo anh Long? Cho nên bây giờ cộng đồng mạng nói là anh Vân Quang Long anh rủ là thằng bồ đi đi cho rồi, là mơi mốt tới là cái cô em gái nuôi nữa. Còn các bạn mà ác quá, ác đối với gia đình của anh Long á, 6-7 tháng nay vẫn còn chửi lần lượt tới các bạn. Bạn cũng vậy, bạn qua cái kênh người khác nói là khách mời, nói là khán giả, bạn chửi Phương Văn hơn 1 tiếng đồng hồ, bạn chửi tôi không có chửi lại, để cho người khác chửi bạn tóc mặt thôi, nghe bạn lưu bạc đó, bạn lưu bạc cái kênh, hai cái kênh của bạn thì bạn ẩn mặt. Mà trước đây bạn chửi Phương Văn là nói là sao ẩn mặt, chửi con Phương Văn thế này thế nọ đủ thứ trên đời á, ẩn mặt. Tôi giải thích với các bạn là có những lúc tôi quay không được cận cảnh thôi, bây giờ tôi quay đó mấy chục mấy trăm cái video, bây giờ tôi quay cận cảnh được đó. Khi nào tôi có điều kiện tôi quay thôi, chứ tôi không có sợ các bạn. Tôi đứng lên là người phân tích, người chia sẻ, tôi binh vực về lẽ phải, tôi không có sợ. Mặc dù đâu đó bạn chửi tôi hơn tiếng đồng hồ, rồi bạn qua cái kênh của bạn, cái kênh của bạn thì bạn là không để hình bạn đó, nhưng mà có những cái kênh khác bạn
giả chân giả nghĩa, bạn bóc phốt người này người kia, thì bạn đưa cái mặt của bạn ra, bạn nói là giả bộ là hiền là ngoan, mà trong khi đó bạn làm khách mời của kênh khác, bạn chửi thầy cô quá trời, chửi coi như là không có là ngẩng mặt nổi, chửi Phương Văn cũng hơn một tiếng đồng hồ đó các bạn. Bạn chửi hết người này hết người kia mà lương tâm đạo đức của bạn đâu? Tại sao bạn có lương tâm đạo đức mà trong cái lúc mà những người mà chửi ba mẹ Văn Quang Long, cái lũ cần cần đó, cái lũ mà không có văn hóa đó, chửi như vậy, tại sao các bạn lên các bạn không vạch trần họ ra, các bạn lên các bạn chửi lại đó để bảo vệ thầy cô, bảo vệ lẽ phải, sao các bạn không nói thầy cô đang mất một người con như vậy đó, lương tâm bạn để đâu mà bạn chửi người ta cả ngày đó, chửi tháng này qua tháng nọ 7 tháng rồi vẫn còn chửi. Ủa bạn biết, bạn phân tích cái điều đúng điều sai, bạn biết là người ta là nói khai vì trong lúc là đau buồn như vậy mà không để cho người ta yên đó, tại sao 7 tháng nay các bạn không để cho thầy cô yên? Mình biết nói như vậy có nghĩa là lương tâm của mình cũng có, chứ không phải là chó tha đi ha. Như vậy thì mình là mình hùa theo để mình chửi thầy cô, mình chửi tới mức này rồi bây giờ thì nghiệp quá cây, người ta nói lại cái cô là em gái nuôi đó, thì bạn lại đứng ra bên vực nói là gia đình người ta đang có tang sự, người ta đang đau buồn, tại sao lương tâm của các bạn đâu mà không để cho người ta yên. Trời ơi, khi mà bạn nói được câu này thực sự mình mừng cho bạn, tại vì lương tâm của bạn là con chó nó tha về rồi, chứ trước chửi thầy cô 6-7 tháng trời là coi như nó mang đi đó, nó mang đi mất đi, cho nên là không còn nữa. Cho nên ngày hôm nay nó mang trở lại rồi, nó tha, nó đem trở lại rồi, cho nên bữa nay mới nói được câu đó. Trong lúc đó, gia đình của người ta có tang chế, người ta buồn thì phải chia sẻ, phải động viên tinh thần của người ta. Còn ở đây là các bạn nói này thế nọ, chúng tôi chỉ có nói, chỉ có phân tích thôi, chứ chúng tôi chưa hề chửi nha. Còn tập đoàn của các bạn chửi tục, chửi thề nè, cái vụ mà con mẹ nuôi đó, đó con mẹ nuôi ở dưới miền Tây đó, giả dạng mẹ nuôi đó, 7 tháng trời có thấy con mẹ nuôi nào xuất hiện trong đám tang của anh Long không, có xuất hiện quen biết với anh em nghệ sĩ không đó. Thực sự mà nói cộng đồng mạng bây giờ lôi ra là cái cô mẹ nuôi á, đóng giả dạng mà chửi ngày chửi đêm đó. Trời ơi, nhục cho bạn hết sức, bạn mới mốt nghiệp quật bây giờ nè đó, cũng tinh linh đó các bạn, cái cô mà đóng giả mẹ nuôi đó cũng tinh linh đó các bạn, linh mà họ phạm đó các bạn, giả dạng mẹ nuôi bây giờ cộng đồng mạng người ta phát hiện được các bạn ơi, đó, nhục dễ sợ. Mới mốt cộng đồng mạng nó tìm tới nơi, nó hỏi xem coi cái mặt con mẹ nuôi như thế nào đó, ba mẹ nó có dạy nó hay không mà nó lên nó chửi thầy cô là mấy tháng trời, chửi là chửi tục chửi thề, đem bộ phận sinh dục của mình lên chửi và chà đạp như vậy luôn. Mới mốt người ta chửi cha chửi mẹ nó, trời ơi phát hiện ra cái con này nhà của ông A ông B, trời ơi con của bà nó mất dạy quá trời mất dạy, trong mấy tháng trời nó đóng giả dạng con mẹ nuôi để nó chửi ba mẹ thầy cô, nó chửi mấy tháng trời các bạn, nhục chưa đó. Có xuất hiện lần nào không, có tiếp xúc với bạn bè của anh Long lần nào không, biết con mẹ nuôi chỗ nào không đó. Còn bạn cũng vậy, đó là bạn ẩn mặt, bạn qua cái kênh khác bạn chửi Phương Văn không còn một cái gì, chửi thầy cô mà bữa nay bạn lại nói giả chân giả nghĩa, trời ơi bạn chỉ đạo lý rồi đó, nhục các bạn hết sức rồi. Sống trên đời phải có lương tâm em ơi, trời ơi sống mà hai mặt như vậy sống làm sao được, chị không biết những cái việc gì sai thì mình sẽ góp ý cho họ để họ quay lại họ sửa, họ làm người đó. Ở đây đâu có ai nói ai hoàn hảo đâu các bạn. Vừa qua các bạn thấy không, cái vụ mà một vị phó chủ tịch phường đó các bạn nói về cái ổ bánh mì là không phải là lương thực, cho nên cộng đồng mạng cũng là dậy sóng á. Dù cho anh ấy là ai, là cán bộ, nếu như các anh ấy sai thì cộng đồng mạng mọi người cũng được quyền phát xét thôi, cũng được quyền lên tiếng thôi, chứ đâu có phải là mình cán bộ mà mình không có mình không có là được người ta nói đó. Phải bị người ta nói, bị người ta vạch mặt ra, trong khi đó mình làm sai. Cuối cùng cái vụ mà ổ bánh mì không phải là thực phẩm đó các bạn, thì chủ tịch ở là Nha Trang đó, thành phố Nha Trang đã chính thức lên xin lỗi anh Trần Văn Em ha các bạn, cái người mà nhân vật chính đi mua ổ bánh mì mà bị anh phó chủ tịch phường đó, ảnh là giữ xe và đồng thời ảnh gọi mày tao và ảnh chỉ tay chỉ mới vô mặt của anh Trần Văn Em này đó các bạn.
đó, và ảnh hăm dọa luôn, ảnh nói là báo công ty là cho nghỉ việc. Mà thật sự khi mà anh Trần Văn Em quay trở lại công ty á, thì họ đã được thông báo công ty cho nghỉ một tháng thất nghiệp các bạn đó. Thì sau khi vụ lùm xùm á, giải quyết xong rồi, phó chủ tịch của thành phố Nha Trang lên xin lỗi rồi, sau đó là được công ty gọi anh Trần Văn Em về quay trở lại công ty làm việc các bạn. Thì qua sự việc đó các bạn thấy là dù cho họ chức vụ gì, họ làm cán bộ như thế nào, nhưng mà họ sai thì họ phải chịu trách nhiệm với cái hành động lời nói của họ, và đồng thời người cao hơn, lãnh đạo cao hơn thì phải chịu trách nhiệm xin lỗi đó. Thì cái việc đó cũng đương nhiên thôi, mình làm sai tới đâu mình xin lỗi tới đó là cái việc cũng bình thường. Cộng đồng mạng mấy cảm thấy là người đó đã làm sai rồi, chịu trách nhiệm rồi, họ sai như vậy thì cộng đồng mạng cũng tha thứ và mọi việc nó sẽ lắng xuống thôi đó. Cỡ là phó chủ tịch phường mà cũng là mắc phải những cái sai lầm một người cán bộ đó các bạn, chứ đừng có nói ở chúng ta. Cho nên ở đây là chúng ta trong xã hội này cũng có rất là nhiều người có những cái hành động sai trái của họ mà đôi khi họ nông cuồng, họ không nhận ra. Thì chúng ta là truyền thông mạng, là một truyền thông của thời công nghệ 4.0 này, chúng ta có thể là chia sẻ, phân tích những cái lời nói của chúng ta, góp thêm tiếng nói cho cộng đồng, để những người làm sai trái họ nhận ra vấn đề đó, là họ quay trở lại để trở thành một con người tốt trong xã hội này các bạn. Chứ không phải như cô Linh Tinh mà luôn lúc nào cũng bướng bỉnh và đi càng ngày càng xa, cho nên cộng đồng mạng mới chửi, cộng đồng mạng mới là nói, cộng đồng mạng mới chửi là cô này là mất dạy thế này thế kia đó. Nếu như một con người ngoan hiền tử tế thì người ta đâu có chửi đâu các bạn. Còn các bạn cổ xí cho cô này thì tập đoàn của các bạn hùa nhau là chửi thầy cô, chửi những người chính nghĩa đó. Thì liệu một lúc nào đó bạn phân tích qua cái câu chuyện khác thì bạn lại là chê trách, chỉ trích người khác, phê bình, phê phán những người khác làm sai trái, mà chính bản thân mình 6-7 tháng trời ròng rã mình làm những cái điều sai đó mà mình không nhận ra đó. Chắc có lẽ là bạn nghĩ bây giờ là thầy cô phải nhận cái cô Linh Tinh này làm dâu, mà trong khi đó người ta hai người con dâu, vợ thứ hai của con Vân Quang Long vẫn còn đó, mà kêu người ta nhận cái con giáp thứ 13 này đại bác vẫn không tới mà làm dâu. Làm dâu làm sao người ta nhận được các bạn? Mình đã chia sẻ rồi đó, cái anh mà nấp mặt đó là chửi Phương Văn đó, mình nói với bạn rồi, bạn về bạn kêu ba má bạn ở miền Tây đó nha, anh Lưu Bạc, kêu ba má ở miền Tây đó là lên là đi hỏi cưới cô Linh Tinh đi. Tôi thấy bạn á với cái cô Linh Tinh này là cặp đôi hoàn hảo, tại vì cái suy nghĩ giống như nhau, con người đi lệch lạc giống như nhau đó, đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển đó giống như nhau, cho nên là bạn là phù hợp đó. Bạn cũng thầm yêu nhớ trộm đó, bạn giả danh là bên Mỹ gửi về cho cô Linh Tinh này 200 đô đó, tới giờ bạn gửi hay chưa? 11 cô Linh Tinh này nó lên mạng nó đòi đó, nó đòi từng người á, ai hứa cái gì làm không cho nó đòi từng người đó các bạn đó. Còn cái việc mà bạn thương thầm nhớ trộm thì bạn nói là cổ cô Linh Lan này bây giờ nó đẹp lắm, cô Linh Tinh này nó đẹp còn chân dài tới nách đó, thì bạn thương thầm nhớ trộm đi về ly dị vợ đi, hoặc là về nói với mẹ mình, vợ mình bây giờ rước cái cô Linh Tinh này làm em gái nuôi đó, là làm vợ nuôi thì bạn nuôi luôn đi, bạn thay thế Vân Quang Long đi đó, rồi bạn về đi, bạn cho thấy cái cảnh ha, thấy cái cảnh. Thực sự ra mà nói á, chắc chính bản thân bạn cũng hiểu được cái cô Linh Tinh là con người như thế nào rồi. Bạn chửi là bạn hùa theo vậy thôi, chứ bạn trở về cái lương tâm của bạn, con chó nó đem lại rồi, nó tha nó đem trở về rồi, thì bạn cũng quay về con người chính nghĩa của bạn. Bạn cũng nhận ra những người đó sai trái, những người này làm lỗi thì bạn cũng biết đó. Nhưng mà bạn đã đi suốt 7 tháng trời bạn chửi mắng thầy cô như vậy, thực sự là bạn tội lỗi với lắm. Bạn tội lỗi mới mốt là nghiệp quật các bạn đó. Trong tập đoàn chửi bới của các bạn thấy không, người thì bệnh ung thư vú, người thì là bị bệnh ung thư vòm họng, người thì thằng bồ chết bất tử như vậy đó. Thì các bạn thấy rồi, từ từ nghiệp nó sẽ quật hết các bạn. Các bạn hãy chờ đi mà rung đi ha. Sống trên đời này không có tâm có đức thì cuối cùng rồi là cái sự mà những người chính nghĩa lúc nào người ta cũng trải qua cái sóng gió, nhưng mà cuối cùng người ta vẫn chiến thắng đó. Bây giờ các bạn thấy không, cô Ái Vân với là thầy cô đi quyên góp, đi làm từ thiện 30 tấn gạo làm
bao nhiêu tấn rau củ đó. Bây giờ tập đoàn của các bạn có người nào lên đi làm từ thiện được vậy không? Bây giờ bạn kêu cô Linh Tinh á, trời ơi giỏi mà em không cần tiền đâu, không mà em có tiền, em ra em đi ra làm từ thiện giống như Ái Vân đi. Cạnh tranh cái gì thì cũng được, nhưng mà cạnh tranh đi làm từ thiện thì không dám đi đó. Có tiền đâu, tại vì gom tiền mạnh thường quân cho bản thân mình, cái sức lao động mình có làm ra, mình ăn bám cộng đồng mạng trong nước cho tới ngoài nước cho tới ngày hôm nay. Bây giờ mình đi làm từ thiện giống như cô Linh Tinh đi đó, đi làm được. Bây giờ mình đi làm từ thiện giống như cô Ái Vân đi, mình làm được mới lạ. Mình đi làm đi, làm thử thôi đó. Bây giờ tập đoàn của các bạn đi xếp hàng đi, để cho Ái Vân phát gạo cho, phát rau củ cho, đem về mà ăn ha. Chứ bây giờ tập đoàn của các bạn chửi bới 6-7 tháng trời, bây giờ có người nào đứng ra đi làm từ thiện không? Hay là ngồi tại chỗ kêu gọi mạnh thường quân cho người này, rồi kêu gọi cho người kia, kêu gọi cho xây nhà xây cửa, rồi kêu gọi cho tiền bệnh hoạn, kêu gọi tiền cho con bé hay là uống sữa, kêu gọi tiền cho đi về mướn lịch sư, thưa thầy cô. Đó, các bạn làm giỏi lắm. Mà giờ phút này đó, ở Việt Nam đang khó khăn, đang thiếu thốn về thực phẩm trong những cái khu cách ly, cũng như là bà con nhân dân hiện tại là công ăn việc làm đã là không có còn hoạt động như trước nữa. Thì các bạn đó sao không chung tay góp sức đi ra đi làm từ thiện, đi giúp đỡ bà con nghèo đi đó. Đạo đức lương tâm bạn ở đâu? Bạn chửi 7 tháng trời, bây giờ tập đoàn của các bạn có các bạn nào mà trường cái mặt ra để đi làm từ thiện giống như là Ái Vân hay không? Chỉ đi làm bằng mồ hôi, nước mắt của chị, tiền bạc của chị làm ra đó. Còn cái cô Linh Tinh này ăn ở không tới ngày hôm nay, có đi làm từ thiện hay không? Đó, đi làm từ thiện đi. Thôi bây giờ cô Linh Tinh này nghe đâu là cũng có 2 căn hộ gì ở thành phố Hồ Chí Minh đó, bán hết căn 2 căn gì đây, rồi là đi làm từ thiện giống như người ta đó, cày cuốc trên sức lao động của Quân Quang Long để lại. Thì bây giờ là cày cuốc rồi là bây giờ trả lại đi, chứ không thôi mai mốt là của thiên trả địa hết đó. Từ từ lần lượt, sống ác tâm quá mai mốt Quân Quang Long lôi những người đó xuống dưới đàm đạo hết. Các bạn phải nói là khi nói về cái câu chuyện của cô Linh Tinh thì cộng đồng mạng mọi người vẫn còn bức xúc, các bạn phải nói vẫn còn bức xúc. Và hiện tại thì những người YouTuber họ là có những cái binh vực, và đồng thời họ nói là những người mà lên án hoặc là chỉ trích hoặc là phân tích về cái cô là em gái nuôi thì cho rằng là không có đạo đức, lương tâm là cờ hóa nó mang đi đó. Như vậy thì bây giờ các bạn thấy là những con người tập đoàn này, một trong những các bạn được con cờ hóa nó mang cái lương tâm nó trả về rồi, cho nên mới nhận định ra được cái điều đó. Thôi ăn năn sớm hối đi, cái kênh của mình thì mình ẩn mặt, rồi mình làm cái kênh khác thì là mình nói là luôn lúc nào cũng là đạo lý, mà trong khi đó mình ẩn mặt qua cái kênh làm khách mời người khác, mình chửi Phương Văn một tiếng đồng hồ, chửi thầy cô, chửi ngày, chửi đêm. Vậy lương tâm của mình để đâu? Lương tâm của mình như thế nào? Mình sống trên đời này, mình có cái lương tâm thì nó sẽ tốt hơn. Còn con người mà sống mà không có lương tâm, mất đức như vậy, đời con, đời cháu của mình nó sẽ hưởng đó, nó sẽ bị quả báo đó các bạn. Mà chính cái bản thân mình cũng bị quả báo luôn. Đó, trước mắt các bạn thấy rồi, cái cô em gái nuôi bị quả báo rồi các bạn. Đó, đó là cái tấm gương mà cho những người YouTuber bên cô Linh Tinh nhìn thấy đó. Mình cũng được biết là đâu đó có một vài người thân trong gia đình của cô Linh Tinh cũng vô cái kênh mình để nghe Phương Văn nói cái gì đó, nói Phương Văn có nằm dưới nằm trên hay không mà biết gia đình của họ đó. Bây giờ nằm dưới nằm trên hay không không biết, mà sự thật gia đình của mình ai ta cũng biết hết, không phải Phương Văn biết mà cộng đồng mạng nhiều người đã biết đó. Biết trộm cắp nè, biết đi giật chồng người ta nè, biết cả tông thi gia đình của mình là như thế nào đó. Bây giờ còn bản thân mình, còn một đứa em gái đó, cưng ơi, cố gắng mà làm sao lấy chồng đàng hoàng tử tế, chứ đừng như hai con chị mình đi giật chồng người ta, rồi cuối cùng là chồng cô không có ôm con mà làm là khai sanh họ mẹ, thì cũng giống mẹ mình thôi. Mình cố gắng đi ha. Bây giờ mình nghe cái video này, mình về mình hãy là suy nghĩ lại, rồi mình làm những cái điều mà tốt hơn đối với là hai người chị mình trước ha. Chứ còn em vô cái kênh của chị Phương Văn, em bình luận, chị không biết em là ai rồi, nhưng mà em phải cố gắng, mình là còn con gái đàng hoàng tử tế đi kiếm một cái thằng chồng đàng hoàng tử tế làm sao hơn hai con chị mình coi đó.
Thì thôi các bạn ơi, hôm nay mình chia sẻ như tới đây thôi. Những cái thông tin, những cái chia sẻ, những cái cảm nhận của Phương Vân về những người bên kia hiện tại ha các bạn. Thì xin phép quý vị khán giả cho Phương Vân dừng ở đây. Có những cái thông tin gì mới Phương Vân phải chia sẻ và phân tích cùng với tất cả quý vị khán giả đồng hành với kênh Phương Vân, đồng hành với những cái câu chuyện mà Phương Quang Long mong rằng là những người bên kia họ sẽ trở về chính cái bản thân của họ, là trở về một con người chính nghĩa, đàng hoàng, tử tế, để cho họ có một cái tâm địa không còn độc ác như xưa nữa các bạn. Cũng hy vọng điều đó các bạn cũng mừng á. Thôi thì Phương Vân xin tạm dừng ở đây. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một buổi sáng yên bình, vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.